Thân mến, chào mừng các bạn học sinh lớp 9 tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm bài tập của Unit 7, bài tập số 3. Bài tập số 3 thì các bạn nhìn đây, bài tập này cũng rất là dễ. Nó đòi hỏi chúng ta có kiến thức về từ vựng một xíu các bạn. Người ta cho mình những cái nghề đây này, đây là những cái nghề đó các bạn. Và người ta cho mình những cái định nghĩa về cái nghề đó, có nghĩa là giải thích về cái nghề đó. Vậy thì chúng ta làm sao tìm cho ra cái định nghĩa của một cái nghề đó cho nó đúng, và ta viết lại trọn vẹn một câu luôn. Thì viết lại trọn vẹn câu rất là dễ thôi. Tí tôi chỉ bạn một cái thì các bạn dễ là hình dung được liền. Ví dụ người ta cho đây là nghề thợ điện này, được chưa? Nghề thợ mộc này, thợ điện này, thợ mộc này, thợ sửa ống nước này, sửa tiếng nước này, thợ sửa khóa này, thợ kim hoàng này, đó, ra mạ vàng rồi đó, và thợ xây, thợ nề đó. Chúng ta thấy xấu cái nghề này, được chưa? Và người ta có định nghĩa xấu cái định nghĩa đó, xấu cái định nghĩa thứ nhất, định nghĩa số 1 đây, định nghĩa số 1 đây đó, cho đến định nghĩa số 5, và đây là định nghĩa số 6, được chưa các bạn? Rồi, bây giờ các bạn xem từng cái định nghĩa một này để ta xem nó hợp với cái nghề nào này. Đây, ví dụ cái nghề thứ nhất này. Một người mà làm ra và sửa chữa những cái ổ khóa đó các bạn. Đó, vậy thì chắc chắn là thợ sửa khóa rồi, đúng không các bạn? Vậy thì chúng ta viết lại trọn vẹn câu này thì rất dễ các bạn nha. Thợ sửa khóa là, đây các bạn viết động từ to be vào luôn. Is, thợ sửa khóa là một người mà làm ra và sửa chữa những cái ổ khóa, những cái khóa. Như vậy là ta có trọn vẹn một câu được chưa? Đó các bạn nhìn đó. Rồi ghi cả câu này ra luôn. Rất dễ đúng không? Rồi, đó là cái nghề thứ nhất là nghề thợ sửa khóa rồi. Cái nghề thứ hai là một người mà có những kỹ năng trong việc xây dựng với những viên gạch. Ta đọc tới đây là thôi rất dễ đúng không nào? Đây là những viên gạch này các bạn nha. Vậy thì chắc chắn là thợ này rồi, đúng không các bạn? Nếu đặt trường hợp mà các bạn mà không có hiểu từ vựng á, các bạn không nhớ nhiều từ vựng á, thì các bạn còn mình chỉ các bạn một vài cái mẹo để các bạn vượt qua những cái câu kiểu như thế này. Các bạn nhìn thấy chữ brick nè chưa? Dưới này cũng có chữ brick. Đó, các bạn thấy chưa? Thì nó có một mối liên quan nhất định này, đúng không nào? Đó, dù sao nó cũng có một cái mối liên hệ nào đó, đúng không các bạn? Đó, nếu chúng ta không có kiến thức từ vựng. Rồi, vậy thì câu này bricklayer này đó is, rồi các bạn viết ra trọn một câu dưới này luôn. Ok chưa? Rồi, câu thứ 3. Một người mà cái công việc của họ này, các bạn thấy này, mà đều quan hệ whose này nha. Một người mà công việc nghề nghiệp của họ này là lắp đặt này, duy trì này, bảo quản này, sửa chữa này, hoặc là tiến hành cho nó hoạt động những cái gì, những cái trang thiết bị, những cái mạch điện cũng như trang thiết bị về điện. Các bạn thấy chưa? Một người mà cái công việc của họ, cái nghề nghiệp của họ là gì? Lắp đặt này, duy trì này, sửa chữa này, hoạt động những cái mạch điện cũng như trang thiết bị điện. Ồ, cái này thì còn gì bằng nữa, chữ này đúng không? Thợ điện này, đúng chưa các bạn? Rồi, đó. Đã cái nghề số 3. Cái nghề số 4 các bạn nhìn này. Một người mà giao cài đặt và sửa chữa những cái ống nước. Đó, cài đặt và sửa chữa những cái ống nước. À, dễ rồi. Đây, thợ sửa ống nước. Được chưa? Rồi, cái nghề số 5. Một người mà làm ra và sửa chữa những cái mẫu, hay là những cái hợp tượng, hay là những cái mẫu vàng này, những cái hình dáng vàng này, đại loại là liên quan đến thợ kim hoàn này. Đó, các bạn thấy chưa? Những cái mẫu vàng đó. Vậy thì chắc chắn là nghề đó, nghề C đó, các bạn thấy chưa? Goldsmith đó, được chưa? Rồi cái nghề cuối cùng là còn lại nghề gì đây? Nghề thợ mộc này. Nghề này đối với các bạn thì hơi lạ, hơi mới nè. Nghề thợ mộc là đây, cái nghề thợ mộc liên quan đến gì nào? Liên quan đến người lao động có kỹ năng,
Người mà làm ra, hoàn thiện và sửa chữa những cái vật dụng bằng gỗ và những miếng hay những thứ trang thiết bị hay những vật dụng bằng gỗ. Rất dễ đúng không? Đương nhiên rồi, bằng gỗ là đụng đến là nói đến là gỗ là biết ngay đến thợ mộc này. Rồi, như vậy là bài tập số 3 rất là dễ các bạn đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 4 này. Bài tập số 4 thì nó cũng không có khó các bạn nhé. Mình nói nó không khó bởi vì mình động viên các bạn thôi. Chứ một số bạn thì nếu kiến thức từ vựng mà ít thì nó cũng hơi khó, nhưng kể đó, chúng ta hoàn thiện dần. Qua quá trình chúng ta học ở đây thì chúng ta sẽ hoàn thiện dần các bạn nhé. Rồi, bây giờ là các bạn nhìn bài tập số 4 đây. Bài tập số 4 là người ta cho mình những cái cụm từ động từ đi với những cái giới từ of này. Đó, of này. Thì nó có mỗi cái nghĩa nhất định của nó tùy vào trường hợp của câu. Ví dụ như người ta cho mình những cái câu này để trống này và việc của mình là điền vào nhá. Mình vừa điền tiền cho các bạn để những cái cụm từ nó phù hợp, nó đúng cái nghĩa của nó. Ví dụ chỗ này, bạn có thể làm cái gì với cái radio này? Tôi đang cố gắng hoàn thành cái bài tập về nhà này, cái nhiệm vụ này, bài tập về nhà này. Vậy thì nếu mà mở radio mà làm ồn quá thì tôi không có làm được, tôi không có hoàn thành được cái bài tập về nhà đúng không? Vậy thì trong câu này ta đoán nghĩa chắc chắn là anh này yêu cầu người ta tắt cái radio đi. Tắt cái radio á, các bạn hay nói đó, radio á. À vậy thì cái động từ tắt đó, thì trong tiếng Anh á thì chúng ta có từ turn off. Off, nhớ âm cuối. Turn off. Bạn có thể tắt cái radio được không? Tôi đang cố gắng hoàn thành cái bài tập về nhà này. Đó rất dễ đúng không? Ta chỉ có dùng turn off. Chỗ này là đúng nghĩa nhất của câu này. Đó cũng là câu A. Câu B này, các bạn để ý nè. Nhớ làm cái gì? Nhớ làm cái gì các bạn nhé? Là đôi giày của bạn khi bạn bước vào trong cái ngôi đền. Bạn làm gì khi bước vào trong ngôi đền hoặc là trong ngôi nhà? À, nếu mà có giày thì phải tháo giày ra đúng không? Dễ đúng không? Vậy thì tháo giày ra, cái từ tháo giày là nó có nhiều rồi, ta gặp nhiều rồi. Take off your shoes. Đó. Nhớ tháo giày của bạn ra khi bước vào ngôi đền. Rất dễ đúng không? Tháo giày ra. Nó có chỗ này á là các bạn để ý nha. Đây là lời dặn để chuẩn bị làm nữa nha. Còn nó có cái remember có một cái remember cộng với verb in đó. Thì sau này gặp cái trường hợp đó mình sẽ nói cho các bạn luôn. Có một cái remember verb in đó nha các bạn nha. Rồi, các bạn để ý đây. Câu 3 này. Vinh làm sao? Đã làm rơi. Đây làm rơi này các bạn này. Đã làm rơi chiếc đồng hồ của anh ấy khi anh ấy làm cái gì? Trên xe buýt. À, anh ta leo lên xe buýt hay là bước xuống xe buýt? Đây off này xuống nha. Vậy thì Vinh đã làm rớt chiếc đồng hồ của anh ta khi anh ta đang bước xuống xe buýt. Đó các bạn nha. Vậy thì bước xuống là get off. Đây, get off. Nhưng chỗ này tại sao là thêm in? Bởi vì đây là câu có mối liên hệ giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Đó các bạn thấy chưa? Cái hành động nào cắt ngang cái hành động đang diễn ra là quá khứ đơn. Đây, cái hành động rớt đồng hồ này. Và cái hành động đang diễn ra bị hành động cắt ngang đây là cái hành động đang diễn ra là ta dùng quá khứ tiếp diễn. Các bạn thấy quá khứ tiếp diễn chưa? Thì chỗ này buộc phải thêm in. Mà khi thêm in cái từ get này là phải nhân đôi chữ tờ ra. Bởi vì e là nguyên âm này. Tờ đứng trước nguyên âm này, đứng sau nguyên âm này. Đó, các bạn nhớ lại kiến thức cũ nha. Mình không nhắc lại chỗ này nữa. Các bạn không rõ thì các bạn có thể hỏi là mình dẫn giải thêm ở các video tiếp theo. Đó. Chỗ này là quá khứ tiếp diễn. Bởi vì đây là quá khứ đơn rồi. Có liên hệ quen đời. Thì quá khứ tiếp diễn đang diễn ra trong quá khứ bị một hành động khác cắt ngang. Đó, các bạn nhớ chưa? Hôm trước tôi nói ở các video trong các người Pháp á. Cái hành động cắt ngang là hành động viết đó thì quá khứ đơn. Còn cái hành động bị cắt ngang là hành động được viết ở quá khứ tiếp diễn. Đó thì quá khứ tiếp diễn đây. Hành động bị cắt ngang này. Khi tôi đang bước lên xe buýt, khi tôi bước xuống xe buýt, hành động đang diễn ra thế thì đồng hồ nó rơi. Đồng hồ rơi nó cắt ngang cái hành động bước xuống xe buýt. Được chưa các bạn? Rồi, như vậy là câu C là ta dùng get off. À, và trong quá khứ tiếp diễn là getting off. Ok. Câu D các bạn để ý này. Tôi thức dậy muộn vào sáng nay. Tôi thức dậy muộn vào sáng nay bởi vì đồng hồ báo thức của tôi không reng lên. À, trong trường hợp này reng lên trong tiếng Anh á, đồng hồ không reng á, đồng hồ báo thức không reng là go off. Đây là thì dùng thì quá khứ cho nên phải là go trở về nguyên mẫu. Chứ còn nếu mà hiện tại là goes off. Ok chưa? Còn này là quá khứ cho nên phải là go off. Ok.
Đồng hồ báo thức của tôi đã không kêu lên, cho nên là tôi đã dậy muộn. Rồi, tiếp tục câu E. Bố mẹ của tôi đã làm sao? Đã làm gì tôi tại tại ga xe lửa này các bạn nha, nhà ga xe lửa nha. Và như vậy là trong các từ này ta có cái từ see off. See off này là tiễn đưa các bạn nhé, tiễn biệt á, chào tạm biệt á. Bố mẹ của tôi đã tiễn đưa tôi tại bến ga xe lửa, được chưa? Nhưng chỗ này viết là thì quá khứ, ok. Rồi, câu F này, bạn ấy này. Câu F này nó giống như này, cái hình này. À, cái đế giày nó bị trong bong này. Đây là cái đế giày này các bạn nha. Những cái đế giày của tôi, những cái đế giày của tôi đã làm sao? Đã làm gì? À, bung ra. Bung ra tiếng Anh, trong tiếng Anh nó có từ come off. Come off. Đây. Đây, đúng rồi. Những cái đế giày của tôi đã bung ra. Và tôi nghĩ tôi sẽ phải mua một đôi mới. Câu trên là dùng hiện tại hoàn thành các bạn thấy chưa? Đó. Và tôi nghĩ tôi sẽ phải mua một đôi mới. Ok. Rồi, câu G này, các bạn nhìn này. Câu G này. Đừng ăn cái thịt ở trên bàn đó. Đừng ăn cái thịt trên bàn đó. Tôi nghĩ nó làm sao? Nó làm sao mà chỗ này là cái mùi của nó thật là kinh khủng. À, và là nó mùi nó hôi thối rồi đúng không? Đây. Còn go off. Go off là hư, hôi thối này. Hư rồi. Thì chỗ này đang dùng hiện tại thành này. Tôi nghĩ nó đã bị hôi thối rồi, hư thối rồi. Cái mùi nó rất là kinh khủng. Được chưa? Vớt ba này. Vớt ba của từ go này các bạn nha. Đó. Ok. Vớt ba từ go này, được chưa? Rồi. Đó, quá khứ hiện tại thành này, has này, thấy chưa? Rồi, câu cuối cùng này. Câu cuối cùng các bạn đấy này. Nếu bạn không trả hóa đơn, nếu bạn không trả hóa đơn trong vòng 2 tuần thì điện sẽ bị cắt. À, mất điện á, cut off. Dễ rồi. Cái này quen rồi, từ này quen đúng không? Điện sẽ bị cắt, will be cut off, động từ, được chưa? Điện sẽ bị cắt đó, bị người ta sẽ cắt điện đó, người ta không cho mình xài nó đó. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Rất dễ đúng không? Rồi, như vậy là trải qua hơn 12 phút chúng ta làm được bài tập số 3 và bài tập số 4. Bây giờ hẹn các bạn vài phút nữa trước khi chúng ta vào bài tập số 5 và các bài tập tiếp theo. Bây giờ chào các bạn.